Nhắc đến các minh tinh điện ảnh Việt Nam thế hệ trước, người ta thường nhớ tới những tên tuổi lớn như Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Cương. Tuy nhiên, còn một nữ tài tử khác cũng từng rất nổi tiếng và được xem như một biểu tượng sắc đẹp khiến bao người mê đắm. Đó là diễn viên Kim Vui. Đại mỹ nhân cách xê ca vút đi hát 12 phòng trà mỗi đêm. Bàn về những nhan sắc của màn ảnh Việt xưa, thật thiếu sót nếu không nhắc đến nữ diễn viên Kim Vui. Nhìn Kim Vui rất dễ bắt gặp hình ảnh của những minh tinh quốc tế như Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Rita Hayworth. Kim Vui tên thật là Nguyệt Chiếu, sinh ra tại Sài Gòn trong một gia đình bình dân. Thuở nhỏ, cô được cha mẹ cưng chiều và cho đi học múa ba lê. Sau đó, cô chuyển sang nhảy belly dance. Đây là tiền đề giúp phát triển tài năng nghệ thuật sau này cho Kim Vui và khiến cô sở hữu một vóc dáng cân đối, nóng bỏng. Tuy nhiên, vì cha mẹ sống với nhau không hạnh phúc nên gia đình cô lâm vào khó khăn, khiến Kim Vui phải đi làm và bước chân vào ngành giải trí từ sớm. Thời gian đầu tiên, Kim Vui được danh ca Minh Trang đỡ đầu đi hát và đặt cho nghệ danh này với mong muốn cuộc đời luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, bản thân cô lại từng phải xót xa thừa nhận, cuộc đời của tôi buồn nhiều hơn vui. Năm 17 tuổi, Kim Vui tham gia cuộc thi hát ở đài truyền hình và gây ấn tượng mạnh mẽ với giám đốc đài. Từ đó, cô được mời ký hợp đồng thu âm, đi hát chính thức trở thành ca sĩ, nhanh chóng nổi tiếng chỉ trong thời gian ngắn. Kim Vui chủ yếu thể hiện những dòng nhạc trẻ trung, tân thời và một chút lãng mạn, trữ tình phù hợp với cá tính của cô. Ngoài nhạc Việt, cô còn hát nhạc Anh, Pháp, Ý. Trong giai đoạn 5 năm cuối của thập niên 1950, Kim Vui cùng với Minh Tuyết, Tuyết Hằng, v.v. nổi lên như một hiện tượng của làn sóng mới trong nền tân nhạc. Kim Vui sở hữu một giọng hát khá hay, hơi khàn nhưng ấm áp và tình cảm, âm sắc lạ, lại khá kỹ thuật, thể hiện qua các ngân rung, nhà chữ, đúng như lời nhà văn Hồ Trường An từng nói. Kim Vui có giọng tốt, làn hơi mượt mà, kỹ thuật dài dặn, các ngân nga tuyệt vời. Đó là một giọng hát trong trẻo, thanh tao. Nhờ giọng hát đầy truyền cảm đó cộng với ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, nên Kim Vui vô cùng đắt show và trở thành cái tên kéo khách tại các sân khấu ca nhạc. Thời đỉnh cao, mỗi tối cô đi diễn từ 10 tới 12 phòng trà khác nhau, cô sở hữu mức cachet khá cao. Vì quá nổi tiếng nên Kim Vui quyết định lấn sân thêm vào lĩnh vực diễn xuất theo một số lời mời gọi. Tuy nhiên, sự nghiệp phim ảnh lại không hề dễ dàng với cô. Cuối thập niên 1960, cô tham gia vào một số phim điện ảnh, nhưng không gây nhiều ấn tượng với khán giả. Một cơ may đến với Kim Vui khi cô được đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời đóng vai chính trong phim Chân Trời Tím cùng với Hùng Cường. Ban đầu, vai diễn của Kim Vui được đạo diễn nhắm tới Thẩm Thúy Hằng, nhưng người đẹp này từ chối vì không muốn đóng chung với một đào kép cải lương là Hùng Cường. Nhờ đó nên Kim Vui được chọn để thay thế. Nhờ lối diễn đầy phóng khoáng và ăn ý nên sau bộ phim này, Kim Vui trở thành những hiện tượng mới, nổi đình đám trong làng phim ảnh. Đặc biệt, Kim Vui dù xuất hiện không nhiều trong phim nhưng lại được khen ngợi nhiều vì lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, giàu cảm xúc. Phim Chân Trời Tím khởi chiếu năm 1971 và gây nên một cơn sốt phòng vé hiếm có. Kim Vui nhanh chóng được bước chân vào hàng minh tinh điện ảnh, đứng chung với Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Thanh Nga. Vai nữ ca sĩ nhạc jazz Lụy Tinh trong phim Chân Trời Tím xuất hiện bên cạnh Hùng Cường, tên tuổi của Kim Vui đã tỏa sáng rực rỡ. Đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 1971 của Phủ Tổng thống tổ chức. Và đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã trao tặng Kim Vui tượng vàng trong đêm liên hoan trao giải tại Dinh Độc Lập. Tuy không có một sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, nhưng Kim Vui lại được xem là nữ tài tử đa tài khi biết ca diễn, hát, múa và nhảy. Cô được đông đảo công chúng ái mộ nhờ vẻ đẹp đầy kiều diễm, nóng bỏng và gợi cảm hiếm có của mình. Khán giả ưu ái mệnh danh cô là Elizabeth Taylor của Việt Nam. Nhan sắc và thân hình quyến rũ của cô còn được so sánh với cô đào nổi người Ý là Sophia Loren. Người báo chí tại Sài Gòn cũng gọi Kim Vui là người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn thập niên 60-70. Đó là một vẻ đẹp pha trộn giữa chất mềm mại Á Đông và sự bốc lửa Tây Phương, vừa quý phái, vừa phóng khoáng như Ava Gardner. Kim Vui chính là người đầu tiên dám mặc bikini lên màn ảnh, khoe vóc dáng căng tràn sức sống, với số đo bà vòng đầy đặn, quyến rũ, khiến bất cứ ai cũng bị mê hoặc. Công chúng xem cô là nữ minh tinh nóng bỏng, bốc lửa nhất màn ảnh, vượt qua cả Thẩm Thúy Hằng. Có thể nói, sự xuất hiện của Kim Vui đã tạo nên một làn gió mới đầy cách tân, ảnh hưởng không nhỏ tới văn hóa, gu thưởng thức nghệ thuật và cách ăn mặc, lối sống của công chúng đương thời. Có một dạo, nữ nghệ sĩ Kim Vui theo bàn thoại kịch Kim Cương đóng vai đọc rất hay trong các vở Lỡ Một Bước Đường, Tôi Là Mẹ. Nhận thấy rằng trong bàn thoại kịch Kim Cương, nữ nghệ sĩ tài danh Kim Cương dành hết những vai thương cảm, còn vai đọc, vai lãng dành cho mình, cho nên chẳng bao lâu Kim Vui tách khỏi ban kịch ấy. Đời tư trắc trở với hai lần đò nhưng lại giàu có, tiền tiêu không hết. Tuy nổi tiếng là vậy, nhưng đam mê kinh doanh đã khiến Kim Vui nhanh chóng từ giã sự nghiệp điện ảnh ngay khi đang trên đỉnh cao.
Ngay sau thành công của phim Chân Trời Tím, cô ngừng đóng phim dù nhận được rất nhiều lời mời. Sở dĩ Kim Vui làm vậy vì đời sống cá nhân của cô không được hạnh phúc. Người chồng đầu tiên của cô nghiện rượu và bê tha, không lo lắng được cho gia đình, còn con gái lại mắc bệnh nan y phải nằm viện liên tục. Chính vì vậy nên Kim Vui phải lao vào làm việc để kiếm tiền. Khi đã có đủ vốn liếng, cô tự rút khỏi showbiz để dành thời gian chăm sóc con cái. Không muốn để công việc nghệ thuật đi sớm về khuya làm ảnh hưởng tới gia đình riêng. Không những vậy, cô phải quản lý một hãng thu âm và nhà in, cộng thêm một số việc kinh doanh nhỏ lẻ khác nên công việc khá bận rộn. Nhờ kinh doanh thành đạt nên cuộc sống của Kim Vui dần trở nên khá giả và giàu có, khiến cô không còn thiết tha với nghiệp diễn, hát. Cô kể, tiền lời bạc triệu, tôi cột thành từng bó, bỏ trong giỏ. Không biết phải làm sao cho hết, người giúp việc trong nhà xin gì tôi cũng cho. Sau đó, cô sang Mỹ sinh sống và kết hôn với người chồng thứ hai là người ngoại quốc. Tại hải ngoại, cũng có rất nhiều lời mời Kim Vui đi đóng phim hoặc tham gia các buổi hoạt động giải trí, nhưng cô đều từ chối để tiếp tục theo đuổi công việc kinh doanh. Ngoài đời, Kim Vui được biết đến là một người vô cùng hào phóng. Đi đóng phim cách xê được 1 đồng thì phải bỏ đến 3 đồng bao người trong đoàn ăn uống. Cô đóng phim hoàn toàn vì đam mê, bởi ngay từ thời gian đó đã có nguồn thu riêng nhờ kinh doanh. Về cuộc sống hiện nay, ở tuổi ngoài 80 tại Hoa Kỳ, Kim Vui đang sống cùng với người chồng hiện tại là người ngoại quốc, một nhà văn là cựu điệp viên CIA tên là Frank. Người đã có mối tình kéo dài nhiều năm với cô, nhưng họ chỉ vừa cưới được vài năm. Kim Vui kể rằng họ gặp nhau năm 1963 khi cô đi hát ở một phòng trà Mỹ ở Đà Lạt. Rồi yêu nhau nhưng không thành vì công việc của một điệp viên khi đó rất phức tạp, di chuyển nhiều và bí mật nhân thân. Phải hơn 50 năm sau đó, ông Frank Tinker tìm được số điện thoại của Kim Vui và đã nối lại tình xưa khi cả hai đã trở thành người độc thân.